Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nhân dịp một triển lãm sinh vật cảnh đang diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là triển lãm sinh vật cảnh miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Thì trong video này mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhà vườn cũng ở tỉnh Bình Định. Đấy là nhà vườn bonsai Hữu Quang, có địa chỉ ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, và cùng ngắm một số tác phẩm bonsai mini của nhà vườn. Một số những tác phẩm này đang được nhà vườn giao lưu, thì chính vì thế mà quý vị quan tâm đến tác phẩm nào có thể liên hệ với bạn Hữu Quang theo số điện thoại 0935423477. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Thank you.